sạn Nha Trang Wonderland thuộc công ty cổ phần Nhất Nam Thành là khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế 3 sao, tọa lạc tại khu Nha Trang mới trên đại lộ Phạm Văn Đồng, ngay bờ biển Nha Trang xinh đẹp. Với chỉ 5 phút lái xe, quý khách có thể tham quan, khám phá các điểm du lịch và dịch vụ nổi tiếng của thành phố biển Nha Trang như Hòn Chồng, Tháp Bà Ponaga, khu tắm bùn A Resort, khu hải sản Tháp Bà. Khách sạn có quy mô 17 tầng, 61 phòng với 80% số phòng hướng biển. Phòng ngủ được thiết kế hiện đại, đầy đủ tiện nghi, kết hợp sự hòa quyện và gần gũi với thiên nhiên biển trời. Nằm trên tầng 12 của khách sạn, nhà hàng Wonderland được xem là địa điểm lý tưởng cho quý khách vừa có thể thưởng thức các món ăn Âu Á, các món đặc sản của địa phương, vừa chiêm ngưỡng toàn cảnh của vịnh biển Nha Trang, một trong những vịnh đẹp nhất trên thế giới. Tại tầng thượng của khách sạn, quý khách có thể đắm mình trong làn nước mát lạnh của hồ bơi, ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Nha Trang, tắm nắng hoặc thưởng thức những món ăn nhẹ và thức uống hấp dẫn. Tại tầng thượng của khách sạn, phòng tập thể dục được trang bị đầy đủ dụng cụ, máy tập phục vụ nhu cầu luyện tập, chăm sóc sức khỏe của quý khách. Phòng họp tại tầng 1 với đầy đủ trang thiết bị, phục vụ hội nghị, thích hợp cho các buổi hội thảo, tọa đàm, các khóa huấn luyện nghiệp vụ. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc hạnh phúc, cuộc sống mỗi ngày tại khách sạn Nha Trang Wonderland. Khách sạn Nha Trang Wonderland, khách sạn diệu kỳ, hạnh phúc đích thực.